Trưa 20 tháng 2, một cô gái ngoài 20 tuổi rơi từ tầng 17, chung cư Bến Dân Đồn, quận 4, nghe tiếng động mạnh. Bảo vệ chung cư cùng mọi người đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất động trên mặt đất cạnh hồ bơi, đã tử vong nên báo công an. Ngay sau khi vụ việc vừa xảy ra, nhiều tin đồn cho rằng nạn nhân vì nuôi cua manh thông nên mới gặp tai họa. Chưa biết thực hư ra sao, tin đồn này nhanh chóng được lan rộng, khiến dư luận hoang mang. Nắm bắt thời cơ, hàng loạt đoạn clip thông tin về cua manh thông xuất hiện trên khắp diễn đàn. Theo các nguồn tin đó, loại búp bê này có xuất xứ từ Thái Lan. Tuy có vẻ ngoài xinh xắn, nhưng bên trong thực chất là một linh hồn. Ban đầu đáp ứng cho người nuôi đủ mọi yêu cầu, về sau sẽ dần sai khiến lòng tham và đến điểm là chiếm lấy thân xác của kẻ phạm trần. Những lời đồn đáng sợ đánh vào sự tò mò của con người, khiến họ bị mê hoặc bởi những câu chuyện tâm linh. Câu hỏi được đặt ra, liệu cua ma thông có thật sự tồn tại? Để giải đáp thắc mắc của quý vị cũng như những câu chuyện xoay quanh vấn đề này, hôm nay phóng viên của miền Tây 24 giờ đã có mặt tại chùa Thiện Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh để tìm câu trả lời. Cua ma thông là một bùa quỷ linh nhi, nó được các thầy pháp sử dụng các năng lực siêu nhiên luyện từ các thai nhi đã chết còn trong thai mẹ. Nó đã tạo thành một cái làn sóng do cộng hưởng của người này giới thiệu cho người kia, và rất nhiều người đã đổ xô tin vào cái đó. Bước sang thế kỷ 21 là thế kỷ mà khoa học rất là hiện đại, tiên tiến. Rồi mọi người nhận thức về nhân quả, đạo đức rất là tốt. Thế thì tại sao phải tin vào một cái quỷ linh nhi như vậy? Không có bất kỳ bùa chú nào mà làm cho con người ta tốt hơn, ngoại trừ bản thân họ phải cố gắng làm những điều thiện, tích phúc. Đáng nói, bộ phận cuồng tín đang là con mồi của những trò kinh doanh bùa ngải. Hàng loạt trang bán hàng ngang nhiên trao bán cua manh thông với khả năng phù hộ, mang lại tài lộc, may mắn, tình yêu. Phóng viên đã liên hệ với một trang chuyên bán cua manh thông với lời cam kết chính gốc Thái Lan, được sư thầy bên Thái quá phép, cùng hình ảnh quay trực tiếp quá trình làm phép tại đất nước chùa vàng. Ngỏ ý muốn nuôi một em cua manh thông để giúp việc làm ăn phất lên, trang này nhiệt tình tư vấn. Em lại phải tương tác với bé nhiều, chẳng hạn như nói chuyện với bé thường xuyên hơn, yeah. Rồi nuôi cho bé ăn hàng ngày, chăm sóc bé. Và em thì chị sẽ nhờ thầy kêu tên em và bé để chúc phúc cho bé và cũng cho bé phép. Nếu như mà mình nuôi một bé như thế chị, thì khoảng bao lâu là bắt đầu mình có cái hiệu quả về tài lộc? Và cách mà em nuôi bé, em có thực sự yêu thương bé không? Em nuôi lâu, nó hút sức mạnh, nó càng hút mạnh. Búp bê nhỏ để nuôi lén, không muốn gia đình đồng nghiệp biết, có giá 1,2 triệu. Búp bê lớn, bề ngoài xinh đẹp, có giá từ 5 đến 9 triệu. Một cái giá không hề rẻ để mua về thứ búp bê hù thần, dọa quỷ. Về phía Phật giáo, nói sao về điều này? Phải khẳng định lại, ma chỉ cư trú trong tâm thức mê mờ vô minh của con người. Thì bản thân mình phải chuyển hóa, phải tu tập, phải làm mới, phải thay đổi. Không có bất kỳ một ông thầy bùa có thể chuyển giùm chúng ta. Có câu ma dọa người không chết, nhưng người dọa người sẽ chết. Vì mục đích riêng mà làm nhiễu loạn xã hội, khiến cộng đồng trở nên mê tín là một hành động kém văn minh, dẫn tới một xã hội lạc hậu, cổ suý cho mê tín. Ngưu nó tầm ngưu, mã nó tầm mã. Đi với ma thế nào cũng khổ thôi. Thế thì mình đừng bàn cãi với nó nữa. Mình đừng đụng chạm với nó nữa. Hai cái thế giới khác biệt, ma là thế giới siêu hình và người là thế giới hữu hình. Mình đang sống trong thế giới hữu hình thì muốn diệt trừ tâm ma thì mình phải năng làm những việc thiện. Và câu cuối cùng thầy muốn khuyên răn đại chúng là nên làm nhiều điều lành. Mình sống gần những điều lành, phước báo thì không có ma nào có thể hãm hại chúng ta. Như quan niệm ở hiền gặp lành, điều quan trọng là nằm ở cái tâm thiện của con người thì may mắn ắt sẽ đến. Đừng ham lợi, mưu cầu bằng thứ tà thuật chẳng những vô bổ mà còn khiến tâm sinh bất an.